hãy uống ngay trà xanh Cam Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu EGCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Đồng Xoài đã xây dựng phương án chuyển một phần khu cách ly tại trường cao đẳng Bình Phước thành khu điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố. Trên tinh thần tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để làm nơi thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 44 phòng, trong đó có 4 phòng chức năng và 40 phòng điều trị, đảm nhận việc cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân dương tính với COVID-19 không triệu chứng, chủ yếu là tiếp nhận điều trị các ca mắc mới không triệu chứng được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát hoặc là test nhanh và các trường hợp từ F1 chuyển sang F0 đang được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập trung. Về nhân lực hoạt động, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài đã thành lập tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 phục vụ tại khu điều trị. Nhân lực hậu cần sẽ kết hợp nhân lực sẵn có tại khu cách ly tập trung và bổ sung thêm lực lượng phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho khu cách ly và điều trị tại trường cao đẳng Bình Phước. Hiện tại, thành phố Đồng Xoài đang vận hành 2 khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá trường cao đẳng Bình Phước và trường cao đẳng Cao Su. Trong đó, khu cách ly tại trường cao đẳng Bình Phước đang thực hiện cách ly cho 21 người là các trường hợp F1 và nguy cơ cao. Khu cách ly trường cao đẳng Cao Su đang thực hiện cách ly cho 66 người đi về từ vùng dịch. Chiều tối qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chân Thành đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí trang thiết bị từ các doanh nghiệp cá nhân ủng hộ cho chương trình Sóng và Máy tính cho em để hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, Chân Thành đã tiếp nhận 740 triệu đồng và nhiều thiết bị học trực tuyến từ 5 đơn vị ủng hộ, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hiệp Thương, Công ty Bất động sản Đại Phú Hào, anh Đặng Thanh Mộng và những người bạn, trang trại Nguyễn Hồng Tiến. Dự kiến từ các nguồn vận động, huyện sẽ hỗ trợ trang thiết bị cho 1.089 học sinh chưa đủ điều kiện học trực tuyến theo thứ tự ưu tiên học sinh thuộc, hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách khác, gia đình khó khăn, học sinh chưa có máy học trực tuyến. Dịp này, ban vận động hỗ trợ điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn huyện Chân Thành cũng tiếp tục vận động kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ, nhân rộng chương trình, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân cho ngừng tiêm lô vaccine Pfizer FK0112 là nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý điều hành tiêm chủng tại một số địa phương. Dự kiến thành phố sẽ cho tiêm lại sau khi đã khắc phục. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản chỉ đạo khẩn tới các quận huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị ngưng sử dụng lô vaccine Pfizer FK0112 từ chiều ngày 28 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Lý giải về vấn đề này, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quyết định này là nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý, điều hành hoạt động tiêm chủng tại một số địa phương. Sau khi đã khắc phục các điểm theo yêu cầu, thành phố sẽ tổ chức tiêm trở lại. Theo báo cáo của một số địa phương như là quận 8, quận 4 và phòng y tế quận Phú Nhuận, thì việc các địa phương này đã tiêm hết vaccine Pfizer từ ngày 26 tháng 8 và đang tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca. Sở Y tế TP.HCM cũng khẳng định đã nhận được 640.000 liều vaccine mới do Bộ Y tế phân bổ và đang triển khai về các phường xã để tiêm cho người dân trong thời gian sắp tới. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Hà Nội đã bắt đầu giảm dần. Thành phố đã có những bước nới lỏng giãn cách để người dân trở lại với cuộc sống bình thường mới. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh có thể trở lại bất cứ lúc nào, nhất là nguồn lây từ các địa phương khác. Chính vì thế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã liên tục có các chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố để đảm bảo ngăn chặn các nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại một số nơi vẫn có dấu hiệu buông lỏng. Đây là những hình ảnh tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cán bộ trực chốt ngồi xem điện thoại, các phương tiện thoải mái ra vào thành phố Hà Nội mà không phải chịu bất cứ sự kiểm tra, kiểm soát nào. Còn ban ngày, việc kiểm tra chỉ thực hiện nghiêm túc khi xuất hiện ống kính máy quay của phóng viên.
Không chỉ địa bàn quốc lộ 1A, tình trạng buông lỏng quản lý người và phương tiện còn diễn ra tại các chốt kiểm soát trên quốc lộ 1B, quốc lộ 5A. Theo ghi nhận của phóng viên, người và xe cứ từ hướng Hà Nội đi các tỉnh gần như không bị kiểm soát và khai báo y tế. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số xe 16 chỗ chở khách vượt chốt dễ dàng vào Hà Nội. Theo chỉ thị 22 ngày 20 tháng 9 năm 2021, UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng duy trì nghiêm việc kiểm soát người ra vào thành phố Hà Nội. Thế nhưng, việc buông lỏng kiểm soát người và phương tiện như thế này có thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tình trạng để dịch bệnh lây lan do không thể ngăn chặn được người từ vùng có dịch ra vào thành phố Hà Nội. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các công ty cổ phần hàng không gồm Pacific Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Viettravel Airlines dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, tháng 8 và tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng mở bán vé máy bay trên đường bay nội địa. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam đã bàn thảo xây dựng chương trình Hành lang xanh trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cảng hàng không để sớm khôi phục mạng bay nội địa và tiến tới mở các đường bay quốc tế. Để từng bước khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt phù hợp với tình hình mới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến hai phương án tổ chức chạy tàu khách từ ngày 1 tháng 10 tới đối với tàu thống nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến. Bên cạnh đó, đường sắt cũng dự kiến tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trở về địa phương khi các địa phương có nhu cầu. Cụ thể, đối với tàu thống nhất chạy tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, phương án 1 dự kiến trong tháng 10 tới tổ chức chạy lại 3 đôi tàu. Trong đó, từ ngày 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE7, SE8, từ ngày 7 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4, từ ngày 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Phương án 2 dự kiến từ ngày 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu khách SE7, SE8, từ ngày 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4, từ ngày 21 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ áp dụng chính sách giá vé linh hoạt với hành khách mua vé tàu xa ngày và cận ngày khi tàu khách chạy trở lại. Trong tháng 10, cũng sẽ chạy lại các tàu khu đoạn trên các tuyến như là Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng và các tuyến phía Nam, dự kiến tổ chức chạy một số tàu khách khu đoạn Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Phan Thiết, Sài Gòn-Đà Nẵng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đang khởi động lại du lịch nội địa với phương châm an toàn là trên hết. Đây cũng là cơ sở để Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình khôi phục du lịch nội địa khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19. Là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 gây ra, du lịch Việt Nam gần 2 năm qua đã vô cùng khó khăn để tồn tại. Có thời điểm gần như toàn bộ ngành du lịch ngừng hoạt động, hơn 2 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp phải nghỉ việc. Nhưng sau mỗi đợt dịch, toàn ngành vẫn tin tưởng vươn lên khôi phục lại hoạt động. Trong bối cảnh du lịch nước nhà đã chạm đáy, cùng với chương trình thí điểm đón khách quốc tế tới Phú Quốc mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn thiện và triển khai, việc cần làm ngay bây giờ là khôi phục thị trường du lịch nội địa. Với chủ đề kết nối xanh du lịch Việt Nam, yếu tố an toàn cho khách du lịch, người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cả xã hội là yêu cầu bắt buộc khi tái khởi động du lịch nội địa trở lại. Các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch kiến nghị đã đến lúc thống nhất khái niệm du lịch an toàn và các quy trình liên quan nhằm khôi phục hoạt động du lịch nội địa. An toàn hiện nay nó phải đi vào trong tất cả các khâu của hoạt động du lịch, mà đó là cái mà chúng ta chưa bao giờ lường đến cả. Ví dụ như là đi phải đi an toàn, ở cũng phải ở chỗ an toàn, các dịch vụ cũng phải an toàn, gặp gỡ những người an toàn và đến thăm những điểm an toàn. Vậy thì từng những cái cơ chế đấy phải được thể hiện rõ ra bằng những tiêu chí cụ thể. Trong giai đoạn này, thị trường nội địa nên là ưu tiên số 1 cho ngành du lịch Việt Nam, cần tạo ra bong bóng du lịch giữa các vùng xanh, điểm xanh với nhau, chứ không chờ đến khi cả tỉnh đều xanh thì mới mở cửa du lịch. Trước tiên, các đoàn du lịch sẽ dùng đường bộ và đi bằng xe riêng tới các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng đón khách. Sau đó có thể bổ sung các chuyến bay thuê bao nội địa. Như vậy thì dù trong dịch bệnh, ngành du lịch vẫn có thể hoạt động được.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy uống ngay trà xanh Cao Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.